Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Trần Quốc Nờ ngỏ ý đưa quân đến Niger. Gennady Rigozhin ca ngợi cuộc đảo chính quân sự ở Niger và ngỏ ý để các tay súng của mình đến quốc gia Tây Phi giúp lập lại trật tự. Những gì xảy ra ở Niger là cuộc đấu tranh của người dân Niger với thực dân. Những kẻ thực dân đã cố áp đặt quy định, điều kiện với cuộc sống người dân Niger và khiến người Niger mãi mắc kẹt trong tình thế như châu Phi hàng trăm năm trước. Veroni Rigozhin nói trong đoạn ghi âm được đăng trên Telegram thân Wagner tối 27 tháng 7. Rigozhin tuyên bố không liên quan tới vụ đảo chính ở Niger, nhưng gọi đây là khoảnh khắc giải phóng khỏi thực dân phương Tây lẽ là phải xảy ra từ lâu. Giờ đây, họ đã giành được độc lập, phần còn lại phụ thuộc vào công dân Niger và cách quản lý đất nước hiệu quả. Ông nói thêm và gợi ý hàng nghìn thành viên Wagner có thể đến Niger, lập lại trật tự và tiêu diệt những kẻ khủng bố, ngăn chúng làm hại dân thường. Tổng thống Niger Mohamed Bazoum, 64 tuổi, bị lực lượng cận vệ quản thúc trong phủ tổng thống từ ngày 26 tháng 7. Quân đội Niger sau đó tuyên bố ủng hộ phe đảo chính. Ngày 28 tháng 7, chỉ huy lực lượng cận vệ Abu Dahama Tiani thông báo mình là lãnh đạo chính quyền chuyển tiếp, nói rằng cuộc đảo chính diễn ra vì tình hình an ninh ngày càng tồi tệ. Niger đối mặt với vấn đề an ninh trong bối cảnh các nhóm cực đoan giành chỗ đứng tại nước láng giềng Mali từ năm 2012, gây ra xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng và 6 triệu người phải sơ tán trong khu vực. Niger được đánh giá là một trong những đồng minh quan trọng của phương Tây trong hoạt động chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Tây Phi. Binh sĩ của một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Pháp, đang đóng quân tại Niger. Liên Hiệp Quốc và các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp đã lên án cuộc đảo chính. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 28 tháng 7 điện đàm với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum cho biết nước này sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo khôi phục hoàn toàn trật tự hiến pháp và quy tắc dân chủ của Niger. Trong cuộc phỏng vấn công bố đầu tuần này, Rigozhin tuyên bố lực lượng Wagner sẵn sàng tăng cường hiện diện ở châu Phi sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ ở châu Âu. Wagner hoạt động ở nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có những nước châu Phi như Libya, Cộng hòa Trung Phi và Sudan. Lực lượng này được cho là ký hợp đồng đảm bảo an ninh với các nước để để lại quyền khai thác vàng và khoáng sản tại đây. Thành viên của các tập đoàn quân sự tư nhân Nga, trong đó có nhiều lính Wagner, hồi năm 2018 đã can thiệp để đứng về phía chính phủ Cộng hòa Trung Phi nhằm dập tắt cuộc nội chiến nổ ra từ năm 2012. Vai trò của Wagner ở Cộng hòa Trung Phi, Mali và các nơi khác thuộc châu Phi là mối lo ngại của các nước phương Tây, đó có Pháp và Mỹ. Washington coi Wagner là tổ chức tội phạm và áp đặt biện pháp trừng phạt. Rigozhin phủ nhận những cáo buộc đó, nói rằng tất cả hoạt động của Wagner là hợp pháp và có lợi cho các quốc gia nơi nhóm hoạt động, cũng như mang lại lợi ích cho mối quan hệ của những nước đó với Nga. Niger là quốc gia không giáp biển với diện tích gần 1,3 triệu km vuông, trong đó có khoảng 80% nằm trong sa mạc Sahara. Niger là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nhưng cũng là nơi có một số mỏ uranium lớn nhất thế giới. Tin tiếp theo, Trump nói ông là cơ hội tốt nhất để đảng Cộng hòa thắng cử. Cựu Tổng thống Trump ám chỉ bản thân là ứng viên tốt nhất của đảng Cộng hòa để giành lại Nhà Trắng dù đang đối mặt hàng loạt cáo buộc. Cuộc bầu cử năm 2024 là cơ hội cuối cùng của chúng ta để cứu lấy nước Mỹ. Chỉ có một ứng viên và các bạn biết ứng viên đó là ai? Ai sẽ là người hoàn thành công việc này? Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại sự kiện Lincoln Dinner của đảng Cộng hòa ở Des Moines, bang Iowa ngày 28 tháng 7. Iowa là một trong 4 bang sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ sớm, gần như toàn bộ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, trong đó có Trump, thống đốc Florida Ron DeSantis, cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence đều tham gia nhóm Lincoln Dinner. Họ lần lượt phát biểu trong 10 phút trước khoảng 1.200 khán giả. Cựu tổng thống Mỹ là người phát biểu cuối cùng, Trump liệt kê thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ trước đó, nhắn đến kết quả những khảo sát cho thấy ông sẽ đánh bại tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ và ưu thế trước các đối thủ Cộng hòa khác. DeSantis đang thua ông Biden về mồ mặt. Tôi sẽ không chọn người như vậy, Trump, 77 tuổi, nói, nhắc đến biệt danh ông đập cho thống đốc DeSantis.
Ông DeSantis khi phát biểu trước đó đã tránh nhắc đến ông Trump và chỉ đề cập những thành tựu của mình ở Rivers trong đốc Florida. DeSantis, 44 tuổi, được coi là đối thủ đáng gờm của ông Trump trong cuộc cạnh tranh trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, giám đốc Florida không để vượt qua cựu tổng thống trong các cuộc khảo sát. Trung bình, các khảo sát của Reuven Bottinit cho thấy ông Trump đang dẫn trước đối thủ DeSantis ở vị trí thứ hai với khoảng cách 34 điểm phần trăm. Cựu hạ nghị sĩ Cộng Hòa Will Hurt là ứng viên duy nhất chỉ trích trực tiếp ông Trump tại sự kiện, cho rằng cựu tổng thống tranh cử chỉ để tránh phải ngồi tù. Trump đang đối mặt hàng loạt bê bối pháp lý, trong đó ông đã bị truy tố liên quan đến cách xử lý tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng và cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cựu tổng thống Mỹ còn đối mặt cuộc điều tra về nỗ lực nhằm thay đổi kết quả bầu cử năm 2020 ở bang Georgia và có thể bị truy tố trong cuộc điều tra về vụ bạo loạn đồi Capitol tháng 1 năm 2021. Ông Trump ngày 27 tháng 7 khẳng định sẽ không kết thúc cuộc đua nào vào Nhà Trắng dù bị kết án trong bất cứ cuộc điều tra hình sự nào. Bản tin thứ 3, cố vấn Ukraine, chỉ Patriot mới chặn được tên lửa Nga. Cố vấn Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây chuyển thêm tên lửa Patriot, cho hay chỉ hệ thống này mới đối phó được tên lửa đời mới nhất của Nga. Chiến thuật của Nga rất rõ ràng, họ triển khai lượng lớn máy bay không người lái UAV để gây quá tải hệ thống phòng không, kết hợp với tên lửa đạn đạo để tấn công cơ sở hạ tầng. Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 28 tháng 7. Ông Podolyak cho rằng chiến thuật này của Nga kém hiệu quả ở thủ đô Kiev, do quân đội Ukraine đã xây dựng lưới phòng không đa tầng dựa trên những hệ thống do phương Tây viện trợ. Tuy nhiên, quan chức Ukraine thừa nhận các đòn không kích của Nga đã gây hỗn loạn ở miền nam đất nước, trong đó có tỉnh Odessa do mạng lưới phòng thủ tại khu vực này mỏng hơn nhiều. Chúng tôi không có đủ các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot, chỉ chúng mới chặn được tên lửa đời mới của Nga như Kinzhan và Unit. Sự thiếu hụt những tổ hợp Patriot khiến chúng tôi không thể bảo vệ toàn bộ không phận, cố vấn Tổng thống Ukraine nói. Podolyak nói rằng Ukraine cần 10 đến 12 tổ hợp Patriot hoặc tương tự để bao phủ toàn bộ không phận, nhấn mạnh rằng những đợt tấn công vào Odessa gần đây cho thấy viện trợ thêm tên lửa phòng không là quyết định đúng đắn cả về kinh tế và đạo đức. Chi phí khắc phục hậu quả sẽ cao hơn nhiều so với cung cấp thêm tên lửa Patriot để chúng tôi phòng thủ phía nam, ông nói. Ukraine đang biên chế hai hệ thống Patriot do Mỹ, Đức và Hà Lan chuyển giao để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu ở Kiev. Một tổ hợp đã bị hư hại trong đòn tập kích bằng tên lửa của Nga rạng sáng 16 tháng 5. Nhưng Ukraine tuyên bố nó vẫn đảm bảo khả năng chiến đấu. Tổng thống Zelensky hôm 12 tháng 7 gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz, sau đó cho biết Berlin đồng ý cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Kiev. Số lượng bệ phóng và tên lửa cụ thể cũng như thời gian chuyển giao chưa được công bố. Patriot được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng không mà Washington từng chuyển cho Kiev. Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo Patriot không thể giải quyết được mọi vấn đề phòng không của Ukraine. Một trong những đầu cản với hệ thống Patriot triển khai ở Ukraine là chi phí vận hành. Báo cáo hồi đầu năm ngoái của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS cho biết mỗi khẩu đội Patriot có giá khoảng 1,1 tỷ USD, trong đó có một quả đạn tên lửa có chi phí xuất xưởng khoảng 4-8 triệu USD tùy phiên bản. Nga gần đây tăng cường dùng tên lửa và UAV tập kích các mục tiêu Ukraine. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là nỗ lực của Nga nhằm vô hiệu hóa các hộp phòng không Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot, cũng như nhằm làm cạn kiệt đạn phòng không của đối phương khi buộc họ liên tục khai quả tên lửa đắt tiền để ứng phó với mục tiêu giá rẻ. Trung tướng Mark Hedlund, cựu chỉ huy lục quân Mỹ tại châu Âu nhận định giá thành đắt đỏ của đạn đánh chặn khiến Ukraine không thể sử dụng Patriot để đối phó với mọi đòn tập kích của Nga. Bản tin thứ tư, tên lửa Nga trúng chung cư khi tập kích trụ sở tình báo Ukraine. Giới chức Ukraine nói rằng tên lửa Iskander Nga đánh trúng tòa nhà cơ quan an ninh SBU và chung cư hoàn thiện ở tỉnh miền trung Dnipro. Theo dữ liệu sơ bộ, hai tên lửa Iskander đã đánh vào thành phố Dnipro lúc 23 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7. Tỉnh trưởng Dnipro, Sergei Lysak cho biết
thêm rằng vụ tấn công khiến 9 người bị thương và gây thiệt mạng trên diện rộng. Mục tiêu đầu tiên bị tập kích là tòa nhà trụ sở cơ quan an ninh Urina FBU. Tên lửa còn lại đánh trúng vào một tòa nhà chung cư vừa hoàn tất khi công và chưa được đưa vào sử dụng. Một phần chung cư bị sập, một số người mắc kẹt dưới đống đổ nát đã được đưa ra ngoài. Tòa nhà FBU cũng bị phá hủy một phần, ông Liat cho hay. Thị trưởng Nipro Boris Filatov nói rằng đây là lần thứ ba tòa nhà FBU bị nhắm mục tiêu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tổ chức cuộc họp khẩn với lãnh đạo FBU, Bộ Nội vụ, các cơ quan khẩn cấp và giới chức Dnipro sau vụ tập kích. FBU là cơ quan thực thi pháp luật, tình báo và an ninh của chính phủ Ukraine, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phản gián và chống khủng bố, thành lập sau khi Ukraine tuyên bố độc lập năm 1991. Lãnh đạo FBU Vasil Maliyev hôm 26 tháng 7 tuyên bố cơ quan này đứng sau vụ nổ rồi 5 người thiệt mạng trên cầu Remia tháng 10. 2022. Nhấn mạnh FBU đang triển khai nhiều hoạt động đặc biệt đối phó với Nga và sẽ không công bố chi tiết từng chiến dịch cho đến khi chúng tôi giành thắng lợi. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay là bản tin khá là thú vị, hay và hấp dẫn có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Nga nêu nhược điểm xe tăng phương Tây tại Ukraine. Các chuyên gia Nga nghiên cứu xe tăng phương Tây thu được tại Ukraine, đánh giá chúng có vỏ giáp tốt nhưng sức cơ động kém và vá xuất tạp. Nhiều chuyên gia từ các tập đoàn quốc phòng Nga đang nghiên cứu những khí tài phương Tây bị thu giữ trên chiến trường Ukraine. Kết quả nghiên cứu sơ bộ nhìn chung phù hợp với nhận định từ trước. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết hôm nay. Bộ phòng Nga hồi tháng trước tuyên bố thu được một số xe tăng chiến đấu thủ lực Leopard 2 do Đức chế tạo và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Ridley Mỹ viện trợ cho Ukraine sau những trận đánh tại mặt trận Zaporizhia. Hình ảnh trên mạng xã hội hôm 28 tháng 7 cũng cho thấy thiết giáp bánh lớp AMX-M10RC của Pháp cũng được Nga chở bằng xe tải trên đường phố Mariupol. Kết quả kiểm tra cho thấy tăng thiết giáp phương Tây có vỏ giáp kiên cố nhưng vẫn tồn tại một số điểm yếu. Sức cơ động của chúng rất kém, đặc biệt là khả năng băng đồng trên nền đất phức tạp và lầy lội, nguồn tin giấu tên nói. Một nhược điểm khác của phía Tây phương Tây là thiết kế quá phức tạp, gây khó khăn cho quá trình vận hành và sửa chữa. Khả năng bảo trì của tăng thiết giáp NATO cực thấp, nhất là trên chiến trường, đồng thời đòi hỏi nhiều nguồn lực. Nhiều chi tiết và tính năng thừa thải đến mức khó hiểu, người này nói thêm nhưng không nêu chi tiết. Thiếu phụ tùng là một trong những vấn đề cản trở khả năng sửa chữa tại chỗ khí tài phương Tây của lực lượng Ukraine. Các binh sĩ phải gửi đề xuất cấp phát linh kiện đến chỉ huy cấp cao, những người chịu trách nhiệm điều phối nguồn lực có hạn để đáp ứng nhu cầu bức thiết của hàng loạt đơn vị dưới quyền. Một số xe chỉ bị hỏng nhẹ và mất vài giờ sửa chữa, nhưng có những chiếc cần tới nhiều ngày. Số khác hỏng nặng tới mức được dán nhãn hiến tặng để binh sĩ rã xác, tháo hết phụ tùng lắp cho xe mỏng mẻ hơn. Linh kiện hỏng hóc sẽ được gắn lại cho xe hiến tặng trước khi nó được chuyển đến nhà máy sửa chữa ở nước ngoài. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian tới cũng trong live sắp tới sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như nhiều đóng ý kiến đóng góp hơn nữa từ các quý vị và các bạn khán giả, các khán giả gần xa luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những bản tin tiếp theo nha. Bye bye.